thưa quý vị và các bạn với tinh thần nhiệt huyết với thôn với xã, nữ bí thư chi bộ Trần Thị Thanh Dung luôn cống hiến hy sinh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Chị đã truyền lửa giúp các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Với người dân thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang Hình ảnh người bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trong trang phục lao động, tay cầm máy cắt cỏ cùng bà con làm việc đã không còn xa lạ. Nghe tiếng chị nhắc nhở, nhà nào nhà nấy đều cắt cử người ra dọn dẹp vệ sinh, tỉa cây, cắt cỏ, phát quang bụi rậm, treo cờ, biển bảng, vân vân. Bản thân luôn luôn gương mẫu đi đâu đứng trước, rồi tuyên truyền người thân về người, người là có những hàng xóm là luôn thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước rồi nhất là trong cái công tác xây dựng nông thôn mới á và kế hoạch của chi bộ đầu nắm tới đấy đó rồi cùng cử vẫn đang là duy trì các cái tiêu chí rồi cùng nhất cùng tuyến để là cùng với xã là phấn đấu là đạt cái xã nâng cao trong thời gian tới sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thọ điền mặc dù là nữ giới ở một vùng nông thôn biển núi nhưng chị dung luôn có ý thức phấn đấu từ rất sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2001. Đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để chị không ngừng nỗ lực cố gắng lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đến năm 2014, chị Dung được tri bộ thôn 4 tín nhiệm bầu làm bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Và đến nay vẫn miệt mài thực hiện sứ mệnh của mình. Dù ở đâu, làm công việc gì, chị đều hết lòng phục vụ nhân dân giúp đỡ bà con vô điều kiện với vai trò là người thuyền trưởng chị dung luôn trăn trở tìm phương pháp để tạo được sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong thực hiện các tiêu chí từ đó mỗi tổ liên gia chủ động tổ chức các buổi gia quân gắn với từng phần việc cụ thể bà con tích cực hưởng ứng và tự giác tham gia tạo thành phong trào thi đua sôi nổi đạt hiệu quả cao sau gần 10 năm, chị đã cùng với tri bộ và nhân dân xây dựng thôn 4 ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 43,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,56%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh làm công tác tập thể thì chị Dũng là một người trong gia đình là luôn luôn gương mẫu xây dựng À, trong các cái loại cây ăn quả và chăn nuôi thì làm vườn thì nói chung là chỉ là làm rất tốt à, được nhân dân à, trong thôn là tỉnh trọng là một bí thư chi bộ thì à, chỉ luôn quan tâm sâu sát tới tới hoạt động của các cái chi hội chi đoàn trong đó đặc biệt là đối với cái chi hội phụ nữ thì chi hội phụ nữ thôn 4 thì là chi hội dẫn đầu trong mọi hoạt động của hội phụ nữ triển khai bản thân chị là cái nguồn cảm hứng, động lực cũng như là cái sức lan tỏa để cho hội viên phụ nữ trên toàn xã tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Mạnh mẽ, quyết đoán trong công tác là vậy. Nhưng trong cuộc sống đời thường, chị Trần Thị Thanh Dung vẫn là vợ hiền, người con dâu thảo, người mẹ mẫu mực của một gia đình tam đại đồng đường. Hơn 20 năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ, chị luôn hoàn thành xuất sắc thiên chức của mình. Để chu toàn giữa việc gia đình và công việc xã hội luôn là thách thức lớn đối với những người phụ nữ tham gia hoạt động xã hội. Với chị, cả hai nhiệm vụ đều được hoàn thành toàn diện, xuất sắc. Không chỉ là nữ bí thư chi bộ gương mẫu trách nhiệm, chị Dung còn là điển hình làm kinh tế giỏi, đi đầu xây dựng vườn mẫu ở địa phương, được nhân dân tin yêu, học tập, làm theo. Trong khuôn viên rộng trên 5.000m2 của gia đình, chị Dung bố trí hơn 1.000m2 đất để đào ao thả các loại cá khu vườn tràn ngập sắc màu bởi các loại cây hoa cảnh và nhiều loại cây ăn quả khác. Nhiều năm nay, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định từ vườn cây ăn quả với trên 200 gốc cam, trên 20 đàn ong lấy mật, 6 con trâu bò, hàng trăm con gà. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, mỗi năm đem lại cho gia đình chị nguồn thu trên 250 triệu đồng. Bằng sự gương mẫu, miệng nói, tay làm của mình, chị Dung đã nêu gương cho người dân thôn 4, tích cực lao động, sản xuất đoàn kết để phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, gia đình cũng đăng ký là xây dựng cái vườn màu và năm 2006 thì đã đạt cái vườn màu. Thì à, với phát triển kinh tế thì là gia đình chúng tôi chọn nó trồng cây ăn quả, cam chanh và cam bu. Như vào đó mà gia đình kinh tế nó khá giả hơn để là đuối con ăn học. Thôn 4, xã Thọ Điền hôm nay đã được thay ra đổi thịt rõ rệt. Đời sống, vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, nhân dân phấn khởi, đoàn kết một lòng cùng nhau phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Bức tranh tươi mới đó đều mang đậm dấu ấn của nữ bí thư chi bộ Trần Thị Thanh Dung.